Xin chào các bạn, hôm nay Dara sẽ hỗ trợ các bạn một số từ liên quan đến năm giác quan. Cái chữ giác quan thì Dara không biết dịch nghĩa như thế nào sang tiếng Khmer, do đó không có dịch được nha các bạn. Các bạn nào biết thì có thể comment ở dưới để cái bài học nó tốt hơn. Và hôm nay là ngày thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018, ngày Proho Ti Đập Rồng Pil khe u sập phía nhóm pipon nập rầm bay. Chúng ta học năm giác quan. Năm giác quan chúng ta sẽ gồm có mắt nè, một là mắt nè, mắt là neck. Các bạn, một số bạn không biết đánh vần ha, cái chữ này po này viết tắt là chữ po nè ha, chừng nọ là chữ n nè, sẹ nè rồi chữ cò nè ha, cho đó đọc là neck. Neck là thị giác, con mắt. Vậy là con mắt dùng để làm gì? Để nhìn nè, phải không? Nhìn là mờ. Ví dụ như là khiom kompung mơ tu là TV hoặc là truyền hình. Khiom kompung mơ tu roto là tôi đang xem TV, hoặc là sầm lần mơ là cũng nhìn, mình dịch là chỉ là nhìn thôi, nhưng mà nhìn kiểu chầm chầm á, rất là tập trung ha, sầm lần mơ. Ví dụ như là tơ lan cầm phun sầm lần mơ ảo quay. Lan đang nhìn cái gì vậy? Tức là nhìn kiểu chầm chầm ha, nhìn chầm chầm. Lan đang nhìn chầm chầm cái gì vậy? Rồi một cái nữa là sầm lọc mơ. Sầm lọc mơ cứ là giống như là liếc ha, Việt Nam mình là liếc. Ok, sầm lọc mơ. Ví dụ như là via cầm phung sầm lọc mơ khyom, via cầm phung sầm lọc mơ khyom, nó đang liếc tôi đấy. Khyom là tôi, via là nó ha. Rồi cái giác quan thứ hai đó là trực giác là để làm gì? Để nghe. Ok, nghĩa là thính giác. Vậy là chỉ có một từ là đập là nghe. Sau chuyện đó, am boss đập, ex đập là nghe. Ví dụ như nhóm cầm phương đập chầm riêng đây, nhóm trời chật, nhóm cái này là sao nó bị cắt ra ha các bạn, cái này viết liền luôn. Nhóm cầm phương đập chầm riêng đôi, nhóm trời chật, tôi đang nghe bài hát mà tôi thích ha, trời chật là thích. Rồi giác quan thứ ba đó là chà mô là khứu giác ha, chà mô là khứu giác. Ô, cái này nó bị nhảy nó rồi. Ê, cái này là chữ tò ha bạn, hos e tò hết là ngửi ha. Cái này là chữ tò bị ra rồi, cái này là PDF chứ đó mình không sửa được. Hết là ngửi. Rồi đòn hơm là thở. Vì hai giác quan này dùng để ngửi, để thở. Rồi giác quan thứ tư đó là ảnh đạt là vị giác. Vị giác để làm gì? Để biết vị thức ăn. Ok, đây là rochet là cái vị ha, rochet. Ví dụ như plok rochet aha, nếm cái vị thức ăn ha, nếm cái vị thức ăn. Và cái giác quan thứ năm đó là đây là mình dùng tay để sờ cái gì đó, là mình nói là xúc giác ha, mình sờ được, mình nắm được, xúc giác. Và chữ đây này là chúng ta sẽ dùng để đụng sờ là pa hoặc là chúng ta nói là nắm tay ha, cành đây, cành là nắm. Rồi chập đây là bắt tay ha. Vậy là bài học về năm giác quan đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những học bài học sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những bài học của Dara. Các bạn nào cần hỗ trợ thì các bạn gửi mail cho mình darakien1979@gmail.com hoặc là Facebook của mình daraleader@gmail.com. Nhớ mời khi add friend trên Facebook, các bạn nhớ là các bạn đang học tiếng Khmer nghe, không là Dara không cập xét, vì một số người bạn
kết bạn rồi không tương tác và ra không có accept. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Xin chào.